Rồi, xin chào cả nhà. Chính như có vẻ nó hơi ồn một chút đúng không ạ? Đó. Bởi vì sắp Tết rồi thì vừa rồi xã bán đất được nhiều tiền quá. Thế là tiến hành làm đường. Đấy. Cũng may mắn là đường chạy qua nhà thì làm để cho xe bò có thể chạy được. Thì nó hơi ồn chút. Cái đơn hàng mật ong lớn nhất trong tháng 1 thôi cả nhà nhé. Đấy, này. Mật ong hoa bạc hà này, em đang rót này. Cái chai thủy tinh này là em đã rửa qua bằng nước nóng. Sau đó thì để cho ráo nước cả nhà nhé. Trước khi em rót mật này. Đấy, đây là cái hũ 500ml theo yêu cầu khách hàng. Mật bạc hà chính vụ màu rất đẹp, rất thơm và rất ngon nữa cả nhà. Đơn này là tổng là có 15 lít thôi nhưng phải đóng ra làm 30 chai. Rất vất vả cho người bán ấy, bởi vì là nếu mà đóng ra cái chai nhựa PET ấy, chai nhựa sạch ấy thì là em chỉ mất chắc là chỉ mất khoảng 30 phút là em có thể xử lý xong. Nhưng mà khi mà đóng ra hũ thủy tinh như này ấy thì lại phải rửa lại để ráo nước này. Đấy, khi rót là cũng mất công hơn này. Hai nữa là sau khi rót xong là phải quấn chống sốc để vận chuyển xa nữa. Nói chung là mất nhiều công cả nhà. Nhưng mà không sao. À, khách có lòng thì dạ, thì mình cũng có dạ đúng không ạ? Đấy. Khách có lòng thì mình cũng có dạ. Thì là khách như nào em chiều được hết. Đấy. Khách yêu cầu như nào em chiều hết. Đây là mật ong này. Em phải rót ra cái này để em san cho nó sớt mật cho nó dễ. Bởi vì can nó rất là nặng. Một cái can 20 lít này tính ra nó rơi vào tầm khoảng 20 lít này nhân với 15. 1 lít là 1,4 cân. Nó rơi vào tầm khoảng hơn 30 cân, nó khoảng 30 cân mật đấy ạ. Đó. Một can 20 lít này nó khoảng 30 cân mật. Khá là nặng. Cái quá trình mà vận chuyển này, đóng gói này, quá trình để rót mật ấy, nó cực kỳ kỳ công rồi nhà nhá. Và thậm chí là có cả hao hụt nữa đấy, nhà mình vừa xem là vừa rồi đấy, em có đánh rơi đấy, hao hụt là có, không thể tránh khỏi được. Thì cái mật hoa bạc hà là nó sẽ vào vụ từ tháng giữa tháng 9 cho đến tháng thường là đến đầu tháng 12 là hoa nó vãn rồi cả nhà. Còn giữa và cuối tháng 12 thì còn ít lắm. Nghĩa là cái thời gian mà thu hoạch mật hoa bạc hà ấy thì là thường là 9, 10 này, 11 này. Thì thường nó dao động trong khoảng là 3 tháng thôi ạ. Đó. Thì những cái giọt mật ngon nhất là sẽ trong khoảng 3 tháng đó. Đây cả nhà mình nhìn này. Màu đây là hoàn toàn tự nhiên nhá. Cái màu này nó làm nên cái thương hiệu của mật ong hoa bạc hà của Hà Giang. Đó là màu vàng chanh, ánh xanh. Đó. Không lẫn đi đâu được so với tất cả các loại mật ong hiện nay có mặt trên thị trường. Dòng di chuyển đàn, người ta nuôi vòng tổ đấy ạ. Người ta di chuyển tổ đến cái nơi có mặt đấy. Đó. Đặc biệt là vào mùa đông này thì khách rất là ưng. Bởi vào mùa đông thì cái mật cảm giác nó đặc hơn, cảm giác cho cả nhà nhá. Mùa hè thì cái nhiệt độ nóng mà nó làm cho mật nó cảm giác loãng hơn. Đấy. Thì cái mật hoa bạc hà nó ở trên cao nguyên đá. Cho nên là nó cũng sẽ có những đặc tính là nó đặc thơm. Thậm chí là cái hương vị nó mang tính chất đặc trưng luôn. Đấy, mật thì em có rất là nhiều. Thì đây là mật hoa bạc hà mà em đang rót. Thì cả nhà có nhu cầu về xỉ lẻ nhé cả nhà nhé. Giá tốt nhất thị trường về mật ong hoa bạc hà thì liên hệ em Quyền nhé cả nhà. Luôn luôn đáp ứng hỗ trợ những nhu cầu của những khách hàng mua xỉ mua lẻ, các bạn cộng tác viên. Đó, số điện thoại của em thì ở góc màn hình có, khi như mình để full màn hình 0356 241 484. Số đó em vừa dùng Zalo vừa dùng Facebook, mình chỉ cần gõ là ra luôn ạ. Được, cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm nhá.